Silat khác với các môn khác là chưa chắc khỏe đã thắng đối phương, mà phải dùng đến đầu óc, tư duy, đôi khi là lấy nhu để chế cương. Khi người ta mà gặp một vận động viên mà cứng, người ta rắn, thì mình lại dùng cái mềm dẻo mình đưa chiến thuật vào trận đấu để lừa đối thủ mới thắng được người ta. Có một anh trai tập bên Silat ở tỉnh, thì khi ở nhà thì cũng là nghịch quá nên là anh trai đưa lên để cho hè lên trên nó thì chơi, đi chơi rồi tập luyện nhân khỏe. Nhưng mà sau này rồi thì tiếp xúc với Silat thì mình cảm thấy yêu quý Silat và tập luyện Silat đến tận bây giờ. Thì ra mình cứ nghĩ là nếu như người bình thường mà không có ý chí ấy, là nhìn thấy các anh tập mệt, đây thấy thi đấu đau, nhưng mà cậu trong 2 tháng đấy cậu xem mà cậu vẫn thích, cậu không có cái gì là cậu sợ cả. Nhưng cậu vẫn thích, mà thậm chí là cậu tự học, tự tập những các kỹ thuật đơn thuần, cơ bản là rất nhanh nhẹn, rất là thông minh, tập phát là biết, tập phát là hiểu, cũng là rất là tốt chất. Tuyến ấy, học giỏi lắm, không phải là tin tín đâu cô ạ, mà là xuất sắc đấy. Thế bảo thôi cố gắng học. Học sau bằng cái trí tuệ và cầm bút. Thôi để mình hành làm cái nghiệp võ thôi. Nhưng mà nó ham và đến khi nó đã đi vào cái nghiệp rồi nó đã ham, nó không thể có một cái lý do gì để cản cháu ạ. Là cứ đòi con đi với anh. Mà bố mẹ bảo là phải đi học, phải đổi nghề khác. Chứ theo nghề thể thao anh vất vả lắm, khổ lắm. Nhưng mà cậu cứ đòi đi bằng được. Thế là bố mẹ mới gọi ra là giao trách nhiệm thay cho bố mẹ đưa em đi, dẫn em vào đời và chỉ cho em con đường sự nghiệp. Sau khi thuyết phục được bố mẹ, đồng ý cho theo anh trai tập bên Casillas, Duy Tuyến lại phải đối mặt với một khó khăn khác liên quan đến sức khỏe. Do phát triển quá nhanh nên Duy Tuyến bị gai đốt cuộc sống. Và ở thời điểm đó, các bác sĩ đều cho rằng Tuyến không thể và cũng không nên tiếp tục theo đuổi thể thao chuyên nghiệp. Vào bắt đầu tập luyện thì em chỉ tập được nửa bài thôi. Thì em cứ tập được nửa bài xong rồi em lại xin nghỉ, là em không tập nữa, liền lưng em lúc đó đau lắm. Nếu như người bình thường không hoạt động thể thao thì lại không vấn đề gì cả. Thì đó là phát triển chiều cao thôi, đến tuổi thì nó sẽ lại hít lại. Nhưng mà lại cậu lại còn tập thể thao nên là cậu sẽ bị đau. Nhưng mà cứ kiên trì, cái quan trọng là do cậu. Kiên trì cậu bảo sao em lại không tập được, mọi người vẫn tập được, em vẫn tập được. Mình tập luyện với lại là bố mẹ bồi bổ cho mình cái canxi á. Thế xong rồi tập luyện trong 1 năm sau đi kiểm tra lại thì cái xương nó liền lại. Đến bây giờ thì lưng em vẫn đang còn, nói giống kiểu là đôi lúc nó vẫn đau. Vì cái dây chằng bây giờ theo 5 tháng tập luyện á, thì nó giãn dần ra. Vượt qua những khó khăn ban đầu, Duy Tuyến nhanh chóng thể hiện khả năng vượt trội của mình. Tấm huy chương vàng đầu tiên mà Duy Tuyến giành được là tại giải trẻ toàn quốc năm 2009. Và đó là sự khởi đầu cho hàng loạt thành tích vang dội mà chàng trai sinh năm 1994 đạt được, không chỉ trong nước mà cả quốc tế. Từ tấm huy chương vàng ngay trong lần đầu tham dự SEA Games đến các giải Đông Nam Á, Châu Á và cả thế giới, Duy Tuyến đều đã bước lên bục cao nhất không chỉ một lần. Vận động viên của Tuyến có một cái tố chất cũng như là một cái chiều cao rất là tốt. Và chúng tôi cũng đã tập trung chú ý đến vận động viên của Duy Tuyến. Thì chúng tôi nhìn nhận Tuyến là cần cù, tập luyện rất là chăm chỉ, rất là học hỏi ở tất cả các thầy cũng như là các đàn anh đi trước. Nên là vận động viên Tuyến là phát triển rất là nhanh và đã đạt được thi đấu, đạt được cái thành tích rất là đáng. Lúc mà mình đổ mồ hôi, xương máu, lúc mà có thể đổ máu trên thảm tập, nhưng mà lúc mà mình đứng lên bục cao nhất thì mình cảm thấy tự hào và rất là vui về cái niềm vui khi mà mình đã bỏ công sức ra mà đạt được cái thành quả như thế. Mình thi đấu rất nhiều giải thế giới nhưng mình chưa bao giờ mình vô địch thế giới cả. Mình chỉ mấy lần á quân thế giới thôi. Đến lúc mà coi như là những lúc mình phải nghỉ rồi và mình cảm thấy những cái mình chưa đạt được. Thậm chí SEA Games anh cũng chưa có cái huy chương vàng SEA Games nào cả. Những cái lúc mà em mình đạt được mình bảo thì ra cũng đã thành công rồi. Nó thật là mình cảm thấy sướng. Mà khi em mình vào thi đấu mình có khi mình còn cảm thấy tâm lý còn hơn là khi mà mình đang còn là vận động viên. Thôi những em út học trò của mình thay mình làm những cái gì mà mình đang mong muốn.
thì đó là cái mình cần nhất và mình mong muốn những thế hệ sau em út học trò mình đạt được. Chẳng phải quá lời khi nói bộ sưu tập thành tích của Duy Tuyến có sự góp công rất lớn của người anh trai Duy Chiến. Trong quãng thời gian cùng sát cánh ở đội tuyển quốc gia, hai anh em thường xuyên có những buổi tập chiến thuật như khi trên sàn đấu thực sự. Và sau hàng giờ rèn luyện đến kiệt sức ấy, Tuyến lại được anh trai chăm sóc từng chút một. Chính tình yêu thương của anh trai đã tiếp thêm sức mạnh và động lực giúp Duy Tuyến thêm vững tin trên con đường chinh phục thành công. Kỷ niệm giữa hai anh em thì nhiều vô kể. Nhưng đáng nhớ nhất có lẽ là giải thế giới năm 2012 khi Tuyến lần đầu tiên tham dự đấu trường quốc tế cùng anh trai và cũng là đồng đội của mình. Dù anh trai mới là người được kỳ vọng mang vàng về cho đội tuyển, nhưng trong một ngày thi đấu thăng hoa, Tuyến đã thay anh thực hiện nhiệm vụ đó. Chuyến đi đấy, dù sao hai anh em là Thanh Hóa xong rồi đi tham gia đội tuyển quốc gia là cũng là có hai người thôi, nhưng mà đạt thành tích là một vàng một bạc thì cũng là một cái thành công, là cái giải đầu tiên mà em trai mình tham gia quốc tế mà lại đạt được huy chương vàng. Khi cả hai người con trai cùng quyết định đi theo nghiệp võ và cùng mang vinh quang về cho đất nước thì đó là niềm tự hào của gia đình, nhưng đồng thời cũng là những nỗi lo thường trực của người làm cha làm mẹ. Thường xuyên tập luyện và thi đấu xa nhà nên thời gian hai anh em về thăm bố mẹ cùng nhau ngồi trò chuyện vui vẻ chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chấp nhận mọi thiệt thòi, nhưng điều duy nhất mà người cha đã ngoài 60 tuổi luôn canh cánh trong lòng là sự an toàn của những đứa con của mình. Bố mẹ em thì không bao giờ thì bảo là đổi nghề này nghề kia, nhưng mà chỉ có nghĩa là cái nghề con cái chọn á thì ủng hộ con cái, nhưng mà chỉ động viên đằng sau lưng á, động viên là cứ cố lên rồi tập tành cẩn thận để giữ gìn, không để chấn thương cái thứ. Mỗi khi là nghe được cái điện thoại từ quốc tế báo về thắng rồi, bố mẹ phải hỏi ngay một câu là Quân có bị chấn thương không, có bị sao không, an toàn không? Thế là sướng lắm. Các cháu thì thực sự bây giờ trưởng thành, thì anh thì bây giờ là huấn luyện, còn em thì bây giờ đang còn tiếp tục nghề vận động viên để cố gắng phấn đấu. Và cái tư tưởng cái cơ bản nhất là bây giờ phải ổn định. Cái quá trình đi thi đấu là quan trọng nhất là cẩn trọng. Đó. Đấu là an toàn, và không những an toàn mà lại giành được huy chương. Trong bộ sưu tập huy chương đồ sộ, đấu trường duy nhất mà Duy Tuyến chưa có cơ hội chinh phục chính là Đại hội Thể thao Châu Á. Và cơ hội ấy đã đến trong năm 2018 khi Indonesia đưa pencaksilat vào danh sách các môn thi đấu chính thức tại Asian Games với khả năng tấn công nhanh, phòng thủ tốt, độ lì đòn cũng như tinh thần thi đấu không mệt mỏi. Nguyễn Duy Tuyến ngay lập tức trở thành một trong những vận động viên được đầu tư trọng điểm cho mục tiêu giành vàng tại ASEAN 18. Bên cạnh việc nước chủ nhà thay đổi luật thi đấu, thì bất lợi lớn nhất đối với Tuyến là phải tăng cân để thi đấu ở hạng 90kg thay vì hạng cân sở trường 80kg. Tuy nhiên, võ sĩ quê Thanh Hóa vẫn nhận được sự tin tưởng của ban huấn luyện. Thực ra thì chúng tôi cũng rất là kỳ vọng ở vận động viên Tuyến. Sở trường của vận động viên Nguyễn Duy Tuyến này là tốc độ, sức mạnh. Đòn, tất cả các đòn ngang, đòn vòng cầu, đòn đạp thẳng rất là tốt. Đến bây giờ thì Tuyến cũng đã có đủ độ chín, chỉ còn hoàn thiện kỹ thuật cũng như là các cái chiến thuật. Hiện nay thì ban huấn luyện cũng đang tăng cường thêm cái đòn bắt chân đánh ngã hoàn thiện hơn. Tất cả những cái giải lớn nhất, đấu trường lớn nhất của Silat, Tuyến đã đạt vinh quang rồi. ASEAN là lần đầu tiên được đưa vào thì không còn gì bằng vinh quang hơn nữa nếu mà đạt được cái huy chương vàng ASEAN. Em nghĩ là cái đấu trường lớn nhất của mình bây giờ hiện tại thì là ASEAN sắp tới, nên là mình phấn đấu mục tiêu, phấn đấu hết cỡ, hết sức của mình để giành cái thành tích cao nhất. Sau hơn 10 năm kiên trì khổ luyện, Nguyễn Duy Tuyến đã đạt được những thành tích vô cùng đáng nể và tự hào. Và chỉ cần bổ sung thêm tấm huy chương vàng ASEAN nữa thôi thì bộ sưu tập ấy sẽ trở nên thực sự trọn vẹn.